chào cô chú và các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên Ti mặc cái áo dài này nè. Đó, mọi người thấy áo dài đẹp không? Áo dài này là của một chị cho Ti lâu lắm rồi, nhưng mà Ti không có cơ hội mặc, tại vì Ti không có giày á, nó dài quá mọi người ơi. Hôm nay buồn quá không biết làm gì hết. Bây giờ lấy bánh qua cho chó ăn, tại vì áo dài dài quá. Đây, cho các tình yêu của mẹ. Để cắn nhau nha. Chua. Này con. Ui trời. Thật là nguy hiểm quá đi đó. Này con. Bòi hư. Để đợi đi cho các bé ăn ở trên máng đi chứ. Dành nhau cắn vô tay Ti mọi người ơi. Đây đây. Này con. Không có dành nhau nha. Thật thương. Đây 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 các bé. Tính mặc áo dài á, để cho nó đẹp đẹp, chụp hình cùng các bé. Nhưng mà Ti không có chụp được tấm nào hết, chụp mấy tấm xấu quá thôi. Đây con, nè, nè, nè. Mic nè. Nè con. Đây. Mẹ thương nha. Ê! Trời đó thấy chưa. Nào mọi người cặp. Ti đút cho bé anh nó tát vô tay được. Thôi để cho xuống đất. Đây nè con. Thôi. Từ từ đứa nào cũng có phần nha. Táp vô tay mẹ đau tội nghiệp mẹ. Ô, cô vàng ở đây. Cô vàng thích ăn bánh bẹt lắm nè. Đi không được cũng té luôn nè. Rồi. Thôi không, con không có dành nhau mẹ.